lừng lẫy bao đời, miền trời vằn đất võ, khí phách kiêu hùng tạc tựa non sông, một án xử hùng thiêng kiêu hùng. Chân sứ Bắc Kinh kỳ, sớm thiên nguyệt nhật minh, mang phù sa bồi đắp cho mạch nguồn văn hiến, phát tích nên bao hiền nhân, làm nên giang san với bao dấu son huy hoàng. Nam Bộ Sơn Hà Nam Đế Cư, danh danh minh phân tại thiên thương. Áng thơ thần năm xưa, trên sông sông như nguyện, áng thiên cổ hùng văn mang hồn thiêng sông núi, viết lên trời xanh lời tuyên ngôn huyền thoại, cho giang sơn muôn thuở vững âu vang. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, hào khí kinh Bắc, hào khí miền đất thiêng, nơi khai mở văn minh của non sông Đại Việt, hào kiệt tình hoa nơi trời văn đất võ, tạc nên thiên hùng ca của người Kinh Bắc. Hào khí Kinh Bắc, hào khí người Bắc Ninh, mãi mãi còn ầm vang trong tâm thức người Việt. Kinh Bắc Bắc Ninh, đất ngàn năm văn hiến, ngàn năm gấm hoa cùng Nam Quốc Sơn Hà. Năm xưa trên dòng sông như nguyện, áng thiên cổ hùng văn mang hồn thiêng sông núi, viết lên trời xanh lời tuyên ngôn huyền thoại, cho giang sơn muôn thuở vững âu vang. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, hào khí Kinh Bắc, hào khí miền đất thiêng, nơi khai mở văn minh của non sông Đại Việt, hào kiệt tình hoa nơi trời văn đất võ, tạc nên thiên hùng ca của người Kinh Bắc. Hào khí Kinh Bắc, hào khí người Bắc Minh, mãi mãi còn ầm vang trong tâm thức người Việt. Kinh Bắc Bắc Ninh, đất ngàn năm văn hiến, ngàn năm gấm hoa cùng Nam Quốc Sơn Hà. Kinh Bắc Bắc Ninh, đất ngàn năm văn hiến, ngàn năm gấm hoa cùng Nam Quốc Sơn Hà. Từ thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và quý vị khán giả truyền hình đến với chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh, mùng 8 tháng 8 năm 1954, mùng 8 tháng 8 năm 2024, ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn mở màn vô cùng ấn tượng, thể hiện sự tự hào về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước nồng nàn, quyết tâm phấn đấu xây dựng một thành phố Bắc Ninh hòa bình thịnh vượng qua tiết mục Chống Ngồi và Hào Khí Kinh Bắc. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lương Huy và các nghệ sĩ đã mở màn chương trình hôm nay.